Camera nè. Nhìn anh Quy nè. Chết rồi. Bên đây lên nào. Ông nội lớn hồn thứ ba ghê á. Đó thì đây là số tiền 2 triệu đồng. 2 triệu đồng thì Vinh Đế Vũ Đô Phương với là anh YouTube trích cho tiền từ YouTube để làm một cái game show nho nhỏ, là tạo tổ chức một cái cuộc thi giống như là cho mấy đứa em trong nhóm chơi. Là Vinh Đế Vũ Đô Phương sẽ bỏ một năng với lại tiền vào, ai hơn sẽ được ở trong cái bong bóng có tiền nha mọi người nha. Đây là game show trúng tiền. Đây là lần đầu tiên Vinh Đế Vũ Đô Phương làm, rất là mong mọi người thương yêu và ủng hộ. Nếu mà mọi người coi clip này mọi người ủng hộ, mọi người hãy để lại một cái comment giùm em nha. Và bây giờ thì theo tay Vinh Đế Vũ Đô Phương để mà làm thôi. Mở cho. Đó mọi người thấy không, rất là cực luôn, phải suy nghĩ trò chơi để cho mấy cha mấy mẹ chơi trúng tiền tụi nó mới chơi. BD giờ nó khôn lắm, trúng tiền nó mới chơi, nhất là con này nè. Ta đi đi im im, giữ chịu đi, giữ chịu đi, trò chơi sao, trò chơi này không chịu. Được không ta? Được phải không? Bể bóng không? Rồi hỏi được rồi nè anh. Thôi bánh nghe được hơn đó. Dạ. Đó. Kẹt kim á. Ồ, kẹt kim không được á. Kẹt kim cũng được rồi. Thì phải bỏ bột chứ, bỏ kim sao. Rồi lấy cây chọn vô, lấy cây chọn vô. Lấy cái này nè. Lấy cây kim, mấy cây kim ở dưới kìa, cây kim sắt nè. Phải bỏ một năng á, chị bỏ kim vô. Để cái dây nó xuống không đã. Ờ, cắt ra. Phá đi. Cái gì vậy? Rồi. Few moments later. Vâng, và lời nói đầu tiên xin cho Vinh Đế Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người. Và sau đây Vinh Đế Vũ Đô Phương sẽ tạo ra một trò chơi, đó chính là trò chơi bóng đập bóng. Có nghĩa là bóng thì mình đập bóng cho bể bóng luôn, mọi người hiểu không? Đó thì em là host của chương trình, em không có chơi nha. Và sau đây em sẽ giới thiệu 9 người mẫu để bước vô cuộc thi bóng đập bóng. Thí sinh thứ nhất, tự giới thiệu về mình. Em tên là Camera nè. Anh nhìn anh Quy nè. Camera nhìn rồi đó. Rồi, Gia Hân anh sao? Không, không một. Nhảy xuống. Ủa, nhảy xuống hả? Em phải xuống 02, Mikandy. Rồi, Mikandy 02 xuống. Không ai biết tụi bay bóng đâu. Đó. Bồng gặp men mới vậy, Hoàng Quốc Khải 03. Đó. Trời ơi. Ghét quá vậy trời. Trời ơi, Nam Dương 05. Trời ơi. Còn tôi ghét dễ sợ mà tôi đúng nữa. Rồi và sau đây chính thí sinh sẽ chuẩn bị bước vô cuộc thi bóng đập bóng nha mọi người. Mọi người sẽ chuẩn bị là em với lại thì dễ thể dục những cái bong bóng xuống. Rồi chuẩn bị. Sau đây là rồi trong mỗi cái bong bóng này có tiền nha mọi người nha, thì những thí sinh nào hô thì sẽ được lấy tiền. Có tiền, có tiền nha. Chết rồi, chết rồi. Rồi Tổng Thanh Quả, rồi Tổng Thanh Quả, Tổng Thanh Quả. Gia Hân. Rồi Quốc Khải được bao nhiêu? Rồi rước lên đây luôn. Em 100. Em 300. Trời ơi. Trời ơi. Em không có tiền ghét. Em không có tiền ghét. Rồi Gia Hân nào. Trời ơi là trời. Gia Hân được nhiều. Không có tiền mà ghét. Rồi, ai đăng quang cuộc thi này vậy? Ai là thí sinh? Em.
Trời ơi, chúc mừng. Chúc mừng quán quân của cuộc thi đầu tiên, cuộc thi bóng đập bóng BKD 300 rồi cho chị Hậu Lệ 200. Vậy là xong trò chơi lẻ vậy trời. Vậy là xong triệu rồi đó. Ê, như chưa tới 1 triệu mà. Đâu từ từ. Nhiêu vậy, bao nhiêu? Bi kẹo 300. Là 500. 600, 700. 800. 900 à? 900, 950 đúng rồi. 950 đúng rồi, nãy còn 50 vô cái gì á. Rồi, bây giờ chương trình. Trời, ai quán quân? Quán quân bi kẹo. Không, bây giờ chia lụm gác. Gác ai nhiều mà nó được 50 thì phụ lao. Rồi chia lụm gác đi, lụm mấy cái vỏ bong bóng đi. Lụm gác đi nha. Lụm cái vỏ bong bóng đi. Rồi nè mọi người, mọi người. Cái bong bóng tưới. Tưới. Trời ơi. Đó thì mọi người ủng hộ cuộc thi rất là lẹ nha. Bây giờ nó chơi lẹ nha. Đó nè, thì đây là hình quả. Có một cái nè, em thấy cái chương trình này đâu, cái tụi em còn tiếng rất là lâu. Thực sự là hồi tiếng có hơn cả tiếng đồng hồ mà chơi chụp có 2 phút rồi. Rõ chơi lẹ nha. Chơi mà chơi lẹ luôn á. Lẹ quá trời luôn. Bây giờ phỏng vấn thằng em nè, em thấy cuộc thi này sao? Giống như là em có ớt ý kiến là cuộc thi mà. Em nói em giành được 100 em hơi bực bội. Rồi xong, thế còn hát vô. Đi hỏi chị nãy giờ nhiều khán giả bình chọn chứ. Dạ không để nè, dạ không để nè. Rồi rồi, rồi cho em hỏi chứng nhau luôn. Chồng biết tin, hỏi chứng khán giả mà tao rất là bình chọn cho em rất là nhiều luôn. Đúng không là Gia Hôn lượm được 5-600 ngàn rồi hốt ruột. Đây là đáp án cuối cùng, Gia Hôn lượm được bao nhiêu? Em không có đồng nào mà em trang điểm nữa tí thôi. Ra trong cặp mắt người ta em không có đồng nào. Em giật quá trời, giật tôi la quá trời, em có đồng nào. Rồi bây giờ có điểm thưởng nhắm mắt lại. Để có thể bây giờ cuộc thi rất là công bằng nha, bóng kính với bóng độ trà trộn với nhau luôn, gay thẳng rồi đó, gái bánh bèo nữa, nó vui vẻ đi nè. Thì cũng mong là mọi người, những anh chị em, bạn bè mình ở gần cũng như ở xa, mình thương mến nhớ và mình cũng nhớ nha. Và bây giờ thì mọi người ơi, chuẩn bị chúng em cú ra biển chơi trò chơi tiếp theo nha. Mọi người hãy đón xem và bây giờ thì vô ông giác cho mọi người ơi. Rồi hết chưa? Hello tất cả mọi người, và bên đây là trò chơi thứ hai, trò chơi hứng nước đổ vô xô. Và trò chơi này là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái gì vậy mẹ? Cái gì vậy con? Tự nhiên con kiều con bướm của mẹ như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và có 9 thí sinh không thể nào chia làm hai đội được. Không lẽ mỗi đội 4 người gửi. Bây giờ sẽ thay thế là Vũ Thu Phương sẽ vô nữa. Và bây giờ sẽ nhầm bồ ai lấy chịu. Là sẽ chia làm 5 năm, mình có hai đội, đội đỏ và đội xanh. Mỗi thành viên có được 5 người. Đó là sẽ một hàng dọc. Từ thí sinh này chạy xuống dưới hứng nước đổ như nào đầy cái bình đó thì đội nó sẽ chiến thắng. Và vòng thi này nếu mà đội chiến thắng sẽ được 1 triệu đồng. Và chưa xong đâu, đội thua cuộc là sẽ bị hình phạt, là đội chiến thắng sẽ dùng bột năng chát hết đầy mặt, sẽ nhảy một bài nhạc. Có chịu chơi để lấy 1 triệu không? Đúng rồi, nhảy 5 năm nữa thua. Nhưng mà hôm nay em cảm thấy chị Bạc Lộ hơi mỏng thấy luôn cái gia đình của chị luôn nha. Đâu có, giới bình thường mẹ em. Rồi bây giờ chương trình nhầm bài lý chịu nè. Chị về ra nè. Ơi ơi, dạ, 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 nhầm nhầm chưa? Này này, cái gì vậy? Bây giờ không nhớ, mèo ra, ơ phải. Nhầm bồ ai lấy chịu có nghĩa là 5 đứa trắng, 5 đứa đen. Rồi, nhầm bồ ai lấy chịu. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố lên nha. Cố lên nha cuộc thi. Rồi, bây giờ xịn xàm ai thắng rồi đó được chọn đội. Bên đây em với chị là người giống như là người chịu nha. Trời, lẹ lắm em, chạy xuống nước. Tại vì sao đây là cuộc thi mà em. Lỗ rồi sao bên đây đụng lỗ. Đó, nói chứ tụi mình sẽ dùng đầu, dùng trí thông minh. Bây giờ nước bên đội là nhiều hơn. Rồi, bây giờ sẽ chọn xịn xàm nè. Xin xàm chọn đội. Xin xàm chọn đội. Xin xàm chọn đội. Xàm. Ha ha. Đây chọn đội A.
đội bên nào bên mấy đứa ai bên phe bên vua vua vậy? Từ từ rồi bây giờ chia làm hai phe, bên mình bên đây nè. Từ từ khởi động đi, thank you.
ba mẹ ơi, con có vô mấy cái gì kia rồi. Ủa chị thắng mà, chị thắng mà. Trời ơi, con ơi. Chịu nổi không? Đó. Em muốn con người đi làm cho lẹ.